Cảm ơn quý vị đã quay trở lại với kênh truyền hình BRT để theo dõi chương trình Hòa nhịp phát triển được phát sóng vào lúc 11 giờ 30 phút hàng ngày. Hôm nay 11 tháng 12, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Khai mạc kỳ họp lần thứ 19 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thành phố Bà Rịa tổng kết 10 năm chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước. Bệnh viện Đa khoa thành phố Vũng Tàu đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Huyện Xuyên Mộc khen thưởng đột xuất cho các lực lượng xử lý kịp thời vụ bắt cóc, chiếm đoạt tài sản. Quý vị đang theo dõi thông tin địa phương trong chương trình Hòa nhịp phát triển. Thưa quý vị, kỳ họp lần thứ 19 Hội đồng Nhân dân tỉnh đã khai mạc vào sáng nay 11 tháng 12 dưới sự chủ trì của ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Sinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cùng dự cuộc họp có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kỳ họp thứ 19 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 6 xem xét cho ý kiến về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, thu chi tài chính năm 2020 và giai đoạn 5 năm 2016-2020. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, tài chính năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. Kỳ họp cũng thảo luận về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Nghe báo cáo của các cơ quan tư pháp và một số báo cáo quan trọng khác. Kỳ họp cũng sẽ xem xét biểu quyết thông qua các tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh theo thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cho biết, kỳ họp lần này diễn ra với rất nhiều nội dung quan trọng. Số nghị quyết phải xem xét thông qua rất lớn. Do đó, các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của đại biểu dân cử, tích cực tham gia các hoạt động, giải trình, thảo luận về những vấn đề quan trọng của tỉnh, đáp ứng kỳ vọng, niềm tin của cử tri và người dân. Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 7. Do đó, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cần tập trung thảo luận, đánh giá khách quan những kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan và điều kiện thực tế để thảo luận, quyết nghị các chỉ tiêu và những giải pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2021, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 7 trong những năm tiếp theo. Theo chương trình kỳ họp ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Các đại biểu cũng thảo luận thông qua các tờ trình phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019, phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2021. Phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2021, kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Kỳ họp cũng thông tin đến các đại biểu về kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14, thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 19. Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 3 ngày 11, 12 và 13 tháng 12. Thông tin về kỳ họp sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật để chuyển đến quý vị trong các bản tin chương trình thời sự tiếp theo. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011-2020. Theo báo cáo tại hội nghị, 10 năm qua, thành phố Bà Rịa đã gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, tập trung đổi mới lề lối, phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ. Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hẹn đạt trên 96,3%. Tỷ lệ hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước không ngừng được cải thiện, nâng cao qua hàng năm. Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa đã khen thưởng cho 10 tập thể và 19 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước. 10 năm qua, thành phố Bà Rịa đã tiếp nhận 183.726 hồ sơ, trong đó đã giải quyết và trả cho tổ chức người dân đúng hẹn
96,3% hồ sơ tiếp nhận. Hiện tại, thành phố Bà Rịa đã cung cấp 121 thủ tục hành chính cấp thành phố và 94 thủ tục thuộc thẩm quyền cấp xã thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Bên cạnh đó, thành phố còn nhân rộng các mô hình sáng kiến hay trong cải cách hành chính, nổi bật như mô hình giải quyết thủ tục hành chính kết hợp liên thông tại bộ phận một cửa cấp xã về đăng ký khai sinh, nhập hộ khẩu, đăng ký và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa hộ khẩu. Ghi nhận tại thành phố Vũng Tàu. Thưa quý vị, theo trình bày của người dân, trong 2 năm 1991-1992, sau khi nhận chuyển nhượng khu đất từ ông Nguyễn Văn Đức, 28 hộ dân tại hẻm 72 đường Võ Thị Sáu, phường Thăng Tam đã xây dựng nhà cửa và sinh sống ổn định từ đó đến nay. Tuy nhiên, đến nay, tất cả các hộ dân đều chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dù đã nhiều lần làm đơn kiến nghị. Để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Vũng Tàu đã có buổi tiếp và làm việc với đại diện các hộ dân này. Làm việc với đại diện 28 hộ dân tại hẻm 72 đường Võ Thị Sáu, phường Thăng Tam, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu cho biết, sở dĩ các hộ dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là do một số dự án được phê duyệt tại đây, nhưng kéo dài không triển khai. Tại quyết định số 2903 năm 2004 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, vị trí đất của các hộ đang sử dụng nằm trong khu vực mà Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu quản lý chờ điều phối theo quy định. Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét lại quyết định số 2903. Qua đó đồng ý chủ trương cho thành phố Vũng Tàu giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân bắt đầu từ tháng 1 năm 2021. Năm 2020, thành phố Vũng Tàu đã thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở gắn với 5 dân vận chính quyền. Đây là báo cáo của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ thành phố Vũng Tàu vừa công bố. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ thành phố Vũng Tàu, năm 2020, thành phố có 25 cơ quan, đơn vị cá nhân đăng ký 62 mô hình dân vận khéo. Tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại đạt 80%. Thành phố đã tiếp 539 lượt công dân. Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc được hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn quan tâm triển khai thực hiện. Thành phố đã giải quyết gần 8.000 hồ sơ hỗ trợ người lao động bị mất việc do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Với tổng số tiền hơn 8,4 tỷ đồng. Thưa quý vị, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vũng Tàu đang được xây dựng mới tại địa bàn phường 11 thành phố Vũng Tàu. Đây là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh. Công trình khởi công năm 2017 với tổng mức đầu tư 435 tỷ đồng, quy mô 350 giường bệnh. Bệnh viện Đa khoa thành phố Vũng Tàu được xây dựng nhằm thay thế cho Bệnh viện Lê Lợi đã xuống cấp trầm trọng. Sau gần 3 năm thi công, đến thời điểm này, công trình đã cơ bản hoàn tất, dự kiến bàn giao cho ngành y tế vào cuối tháng 4 năm 2021. Đây là niềm mong chờ của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Lê Lợi và nhân dân thành phố Vũng Tàu. Công trình Bệnh viện Đa khoa thành phố Vũng Tàu nằm trên đường 2 tháng 9 thuộc phường 11 thành phố Vũng Tàu. Với quy mô 350 giường bệnh, công trình gồm 2 khối nhà, trong đó khối nhà A là hạng mục chính, cao 12 tầng. Bố trí các khoa phòng, khối nhà B, một tầng, được dành riêng biệt cho khoa truyền nhiễm. Công trình còn có các hạng mục, sân, đường giao thông nội bộ, cây xanh, hệ thống cấp điện nước, xử lý rác thải y tế, chống sét và phòng cháy chữa cháy. Đến thời điểm này, công trình đã hoàn tất hơn 85% khối lượng. Các phần việc còn lại đang được đơn vị thi công tập trung hoàn thiện, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Theo cái kế hoạch của Sở Y tế mà gửi cho ban cũng như báo cáo Ủy ban tỉnh thì trong tháng 12 này là Sở Y tế đang tổ chức lựa chọn nhà thầu các cái gói thầu đó, thì trong tháng 1 sẽ ký hợp đồng và sẽ tiến hành bắt đầu là triển khai cho đến hết tháng 3. Thì còn khoảng tháng 4 thì ban sẽ tổ chức hoàn thiện trong cái tháng 4 để cố gắng là đảm bảo kế hoạch là hoàn thiện tới 29 tháng 4, 30 tháng 4 là công trình sẽ hoàn thành. Ở đây cái nhà thầu bên UĐE cũng đã tập trung nhân lực cũng tương đối là khá nhiều. Vừa nhân từ cái phần mà xây lắp với cái phần mà lắp thiết bị cũng là tương đối cũng gọn gàng. Bây giờ mình chỉ còn cái phần hoàn thiện, còn những phần việc như là đi dặm giá, đi sửa chữa những cái lỗi lặt vặt thôi.
còn những cái công việc chính ở bên nhà thầu cũng tương đối là cũng lắp là hoàn thiện hết rồi. Để tăng thêm cơ sở vật chất phục vụ khám chữa bệnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có chủ trương cho xây dựng bổ sung thêm một khối nhà quy mô 200 giường bệnh trên diện tích đang thực hiện công trình. Khối nhà này được xem như giai đoạn 2 của dự án. Hiện thủ tục đầu tư đang được các cơ quan chức năng tiến hành. Như vậy, sau khi hoàn chỉnh, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vũng Tàu có quy mô đến 550 giường bệnh. Từ nhiều năm nay, Bệnh viện Lê Lợi không được đầu tư sửa chữa nên cơ sở vật chất đã xuống cấp trầm trọng. Các khu nhà đều chật hẹp, chắp vá. Vì vậy, việc hoàn thành đúng tiến độ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu là điều kiện cũng là nguồn động lực rất lớn để đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Lê Lợi thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tiếp theo là thông tin từ huyện Đất Đỏ. Thưa quý vị, đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã làm việc với huyện Đất Đỏ về kết quả phổ cập giáo dục tiểu học năm 2020. Theo báo cáo của huyện, 93,2% giáo viên tiểu học trên địa bàn huyện có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, nhờ đó chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Hiện tại, 100% trẻ 6 tuổi tại huyện Đất Đỏ vào lớp 1. Năm học vừa qua, có gần 94% trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học. Huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Đoàn kiểm tra Sở Giáo dục Đào tạo đánh giá cao những kết quả mà huyện Đất Đỏ đã đạt được trong công tác phổ cập giáo dục tiểu học năm 2020. Đồng thời, đoàn cũng đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học. Thực hiện đề án phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020 của tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp trao dê giống cho hai hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở xã Long Tân, huyện Đất Đỏ. Ban Dân tộc tỉnh trao 4 con dê sinh sản Bách Thảo cho hai hộ Trần Hoàng Diệu và Trần Minh Sơn ở ấp Tân Thuận, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ. Tổng kinh phí trao dê giống đợt này là 20 triệu đồng. Trước khi được trao dê giống, hai hộ này đã được tham gia lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc dê. Đây là động lực giúp các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Long Tân có thêm điều kiện để phát triển sản xuất, nâng cao nguồn thu nhập, ổn định cuộc sống, từng bước thoát nghèo bền vững. Những ghi nhận từ huyện Xuyên Mộc sẽ tiếp tục phần thông tin địa phương trưa nay. Thưa quý vị, lãnh đạo huyện Xuyên Mộc vừa khen thưởng cho các lực lượng đã phá thành công vụ bắt cóc chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 5 tháng 12 năm 2020 tại ấp Phú Thiện, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc. 4 tập thể được khen thưởng là Công an xã Hòa Hiệp, Công an huyện Xuyên Mộc, Phòng BC02 Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Cục C02 Bộ Công an. Ông Phạm Thành Trung, Bí thư huyện ủy Xuyên Mộc và bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc tặng giấy khen và hoa chúc mừng các lực lượng công an đã phá nhanh vụ án bắt cóc, chiếm đoạt tài sản, gây xôn xao dư luận địa phương chỉ sau 50 giờ tiếp nhận thông tin từ phía người dân. Theo đó, khoảng 16 giờ chiều ngày 5 tháng 12, ông Trần Quang Vinh, trú tại ấp Phú Thọ, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, bị một số đối tượng lạ mặt bắt cóc và yêu cầu vợ ông là bà Đinh Thị Hiên chuyển tiền chuộc lên đến 4,5 tỷ đồng. Khi được bà Hiên trình báo sự việc, chỉ sau hơn 2 ngày, đội hình sự Công an huyện Xuyên Mộc phối hợp với phòng BC02 Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Cục C02 Bộ Công an đã điều tra xác minh và sau đó bắt giữ khẩn cấp 5 đối tượng liên quan, thu giữ 5 điện thoại di động, 2 cây roi điện, 2 ô tô và 2 bộ quân phục quân đội nhân dân do các đối tượng mua trên mạng về sử dụng. Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc vừa tổ chức tập huấn luật dân quân tự vệ, luật lực lượng dự bị động viên năm 2019 cho hơn 100 cán bộ thuộc Ban Chỉ huy quân sự huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn. Trong thời gian một ngày, các cán bộ lực lượng vũ trang, ban ngành địa phương của huyện Xuyên Mộc đã được quán triệt một số chuyên đề và nội dung cơ bản của luật dân quân tự vệ, luật lực lượng dự bị động viên và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Việc đăng ký quản lý trang bị về sĩ quan dự bị, chế độ chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên. Thông qua tập huấn, cán bộ chủ trì lực lượng vũ trang các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện sẽ nắm vững các nội dung cơ bản, những điểm mới của luật dân quân tự vệ, dự bị động viên, từ đó làm cơ sở để tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Thông tin tiếp theo tại huyện Côn Đảo.
Thưa quý vị, hiện nay nguồn điện cung cấp chính cho Côn Đảo là điện diesel gồm 8 tổ máy có tổng công suất thiết kế 10.820 kW, công suất khả dụng 9.000 kW. Trong 10 tháng năm 2020, sản lượng điện thương phẩm toàn huyện đạt hơn 20,8 triệu kWh, tăng 7% so với cùng kỳ, cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân trên huyện đảo. Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng sử dụng điện, Điện lực Côn Đảo đã tổ chức hội nghị lắng nghe ý kiến khách hàng tại địa phương. Công tác chăm sóc khách hàng luôn được Điện lực Côn Đảo triển khai xuyên suốt 24/7. Đến nay, Điện lực huyện đã cài đặt ứng dụng Zalo cho gần 70% khách hàng. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2020, Điện lực Côn Đảo ngừng việc thu tiền điện tại nhà và chuyển sang các hình thức thu qua trung gian như ATM, Bankingless, Ví Momo, VNPay, Viettelpay. Trong năm qua, công tác tri ân khách hàng luôn được Tổng công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu và Điện lực Côn Đảo quan tâm thực hiện. Cụ thể là đã trao 11 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao 18 xe đạp và 2.000 cuốn tập cho học sinh nghèo vượt khó. Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Kỹ thuật Powertech lắp đặt miễn phí điện mặt trời áp mái cho trường Trung học Phổ thông Võ Thị Sáu có công suất 20,2 kW, trị giá 300 triệu đồng. Chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay đến đây xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.